Ngày 1 tháng 7, Đảng ủy phường Vĩnh Quân tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2024, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đến dự hội nghị có đồng chí Phạm Hùng Thảo, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Châu Đốc. Chủ trì hội nghị đồng chí Đỗ Thị Thúy Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Quân. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách của phường đạt 55,85% công tác an sinh xã hội luôn thực hiện đảm bảo đúng đủ và kịp thời tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững công tác quốc phòng quân sự địa phương được thực hiện theo đúng kế hoạch hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển quân công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt công tác xây dựng đảng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực công tác kiểm tra giám sát của đảng quỹ đã bám sát chương trình kế hoạch năm chú trọng kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau tháng cuối năm 2024, đảng bộ phường Dĩnh Quân lãnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kết luận số 21, can lời trên TVK, kết luận số 01, can lời trên TVK của Bộ Chính trị, gắn giới chuyên đề năm 2024, thực hiện tốt phong trào thi đua, xây dựng chi bộ bông tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt, giai đoạn 2023-2025, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua dân dân khéo.